Hiện nay giá của một Bitcoin giao dịch tại các sàn Việt Nam thì đâu đó ở mốc là 140 triệu đồng, tương ứng với mốc là 6.000 đô la Mỹ. Và đây cũng là mức giá thấp nhất trong vòng 6 tháng qua và cũng là câu chuyện chung của các loại tiền điện tử, chứ không riêng gì Bitcoin. Anh Vương đầu tư vào tiền điện tử Bitcoin vào thời điểm giá ở mức 12.000 đô đến 14.000 đô la Mỹ một Bitcoin. Đến nay, tính ra mỗi đồng của anh Vương đã mất đến phân nửa giá trị. Nhưng mà mình lạc quan về thị trường, tại vì cái số tiền đó là số tiền nhàn rỗi của mình. Nhưng đến là mình không có chốt và bán ra ở thời điểm mà giá nó thấp. Theo sàn giao dịch VBTC của công ty Bitcoin Việt Nam, lượng giao dịch mua bán trên sàn hiện giảm từ 50 đến 70% so với thời điểm tăng nóng lên mốc 20.000 đô la Mỹ mỗi Bitcoin hồi năm ngoái. Đơn vị này lý giải, nguyên nhân là do tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi những thông tin siết quản lý tiền điện tử tại nhiều nước hay các dự án mượn danh tiền điện tử để lừa đảo bị phanh phui. Bên cạnh đó, thị trường tiền điện tử đã có một năm 2017 tăng nóng đến 40 lần về giá trị vốn hóa, nên đến thời điểm này, xu hướng điều chỉnh giảm về giá trị thực là tất yếu. Quan sát thị trường gần đây thì thực ra nó chậm lại và nó chững hơn rất là nhiều, có thể có nhiều lý do. Đây là lúc mà mọi người phải trang bị kiến thức xung quanh cái lĩnh vực này, sau đó mọi người hãy dấn thân vào. Thị trường nó đang thanh lọc những dự án lừa đảo hoặc là những dự án mà nó không có giá trị lâu dài. Giới chuyên gia cho rằng đây cũng là thời điểm để thị trường loại bỏ những nhà đầu tư theo phong trào, chạy theo những giá trị ảo. Bởi những nhà đầu tư càng có nghiên cứu kỹ lưỡng, càng hiểu rõ về công nghệ mà mình đang đầu tư, thì càng có cơ hội quyết định đúng trong thời điểm này.